đó là mình sẽ uống chai sữa này và không dùng đến tay nha. Và mình sẽ dùng đến đầu gối để mình có thể mở cái nắp chai này trước. Do you remember how you held me then? Now you've got me reaching out, out. And do you see you got me falling in more times than I can get out. Like and subscribe kênh của mình. Bye bye, hẹn mọi người video sau.